Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình đã góp nhận 0.035 token BCF nè bạn, từ dán Bitdot Finance nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mới làm start chatbot nè. Kèo này dưới kiến nó sẽ list sàn Uswap nè bạn. 0.035 đô 0.035 BCF khoảng 10 đô. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Trên Twitter nè, bạn theo dõi nè bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow kênh Partner lên nè. Tiếp tục like tweet nè. Bạn like nè, các bạn có thể tweet hoặc có thể trích dẫn tweet nha bạn. Đây, mình trích dẫn tweet luôn đi. Tiếp tục join kênh seller nè, join kênh group nè, subscribe kênh YouTube nè, bắt up lên nè, tiếp tục join kênh group nè, bắt up nè, join kênh group nè, kênh seller nè. Rồi, các bạn bắt up lại, các bạn bấm chat. Đây thì hỏi các bạn mời được người nào mời thì bấm xét nha bạn. Rồi, các bạn bấm vào zone này góp nha bạn. Rồi, các bạn bấm submit đi tên. Rồi, các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join sau này góp nha bạn. Cộng anh 561. Cộng 5 số 2 nữa các bạn. Tiếp tục bạn submit đường link profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn mở Twitter ra, nhấp vào một hồ sơ mình nè, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gọi lên chatbot. Tiếp tục bạn submit địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet mình nha các bạn. Rồi, nó có subscribe kênh channel, kênh group, kênh YouTube không thì bấm don nha bạn. Tiếp tục bạn gửi lên link tweet nè. Thì bạn mang Twitter tất cả bạn ra nè. Còn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè. Giờ lên support nè. Sau đó bạn bấm balance đi chat số cần mình kiếm được nè bạn. Mình đã nhận được 0.035 token BCF. Các bạn dịch lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm vô cần nha bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha. Tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo của mình nhé.